mừng các em đến với tiết học của chúng ta hôm ngày hôm nay. Ngày hôm nay trong tuần này chúng ta sẽ đón Giáng sinh, cho nên là cái chủ đề, cái hình trang trí hình nền của cô sẽ chuyên về hình nền Giáng sinh, giống như là một lời chúc an lành đối với gia đình các em đón mùa Giáng sinh an vui bên gia đình. Và chủ đề của chúng ta hôm nay vẫn là chủ đề ứng dụng trang trí chữ. Và bài 15 chúng ta đó là bài trang trí lều trại. Vẫn có 3 phần: quan sát, nhận xét, cách vẽ và phần thực hành. Phần quan sát nhận xét, cô mời các em cùng tham khảo một số những cái mẫu cổng trại. Thì chúng ta đều biết là vào những cái dịp hè nè, Tết hoặc là 26 tháng 3 thành lập đoàn, thì chúng ta hay thấy là tổ chức nhiều cái hội trẻ, hội trại khác nhau ở những cái nơi như là công viên nè, trường học, hoặc là những cái nơi mà gọi là rộng rãi, thoáng mát. Đây là những cái cổng trại mà cô sưu tầm để cho chúng ta thấy được hình dáng cũng như là bố cục của cái cổng trại thì gồm có những gì trong đó. Chúng ta thấy có cờ nè, có biểu trưng nè, có tên của hội trại nè, rồi có hình trang trí tùy theo ý tưởng sáng tạo của từng nơi. Tiếp theo, không thể thiếu trong hội trại, ngoài cổng trại thì chúng ta còn có những cái lều. Và ở đây thì đưa lên một số những cái lều này, thì có những cái lều mà ở Việt Nam chúng ta ít, hoặc là chỉ có khi nào đi picnic chúng ta mới sử dụng, để chúng ta tham khảo thì chúng ta thấy được cái cách trang trí thôi. Thì qua phần quan sát cổng trại và lều ở bên trên, thì cô cầu các em hãy nhận xét bằng cách trả lời câu hỏi sau. Thường thì trại sẽ tổ chức vào dịp nào nè. Rồi câu thứ hai là bố cục của hội trại thì gồm có những gì trong đó. Nãy giờ chúng ta xem những hình gì thì chúng ta trả lời như vậy. Và cho cô nhận xét về hình dáng, kích thước, chất liệu trang trí của cổng trại và lều. Mời các em quan sát và trả lời. Về cách trang trí, đầu tiên sẽ là phần cổng trại. Các em hãy cho cô biết bố cục cổng trại gồm những gì và trang trí như thế nào. Thì đây cô có đưa một cái hình cho chúng ta thấy được bố cục của một cổng trại thì gồm có những phần gì trên đó. Và chúng ta có thể tự ghi vào trong tập của mình. Tiếp theo là cô gợi ý cho chúng ta một số những cái mẫu cổng trại được làm bằng những chất liệu khác nhau và hình dáng cũng khác nhau luôn, để chúng ta có thêm ý tưởng khi chúng ta thiết kế cổng trại. Về trang trí lều trại thì chúng ta cho cô biết bố cục của lều trại gồm những gì và được trang trí như thế nào. Đây là một số những cái hình ảnh cho biết được trên những cái lều trại thì gồm có những phần gì, và các em có thể ghi vào trong tập của mình. Đây là các bước thực hiện trang trí một cái lều. Đó, thì chủ đề chúng ta thấy rất phong phú và đa dạng, cho nên là
có thể là phong cảnh, có thể là hoa lá, có thể là con vật, hoặc bất kỳ hình ảnh nào chúng ta muốn trang trí, vận dụng trang trí đường viền cũng được để trang trí cho cái lều của mình nó nổi bật. Ở phần thực hành thì chúng ta sẽ trang trí cổng hay là lều trại theo ý thích. Mời các em tham khảo một số những cái mẫu cổng trại được cô sưu tầm để chúng ta có ý tưởng khi chúng ta vẽ bài. Và tham khảo thêm một số những cái mẫu trang trí lều để chúng ta có thể trang trí. Ở phần hướng dẫn về nhà, chúng ta hoàn thành bài ghi, chuẩn bị cho cô bài tiếp sau sẽ là bài trình bày khẩu hiệu. Dụng cụ vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, giấy A4, giấy tập, bút chì, gom. Thì tiết học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Thân ái chào các em, chúc các em và gia đình đón Giáng sinh an lành. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em vào tuần sau.